Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay sẽ là cái chương trình trả lời các câu hỏi của quý vị về chính trị và xã hội. Chỉ có hai câu hỏi chọn ra để trả lời cho quý vị đó. Về chính trị thì liên quan đến các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Còn các câu hỏi về xã hội đó thì liên quan đến các câu chuyện về giấc mơ, giống như là bà Hằng đã từng có những giấc mơ về ăn chặn tiền từ thiện. Thưa quý vị, một bạn có tên, có tài khoản tên là Hà My hay là Hạ My gì đó đã hỏi tôi là tại sao diễn đàn cho rằng các cái thế lực thù địch ở hải ngoại đó không có hoang tưởng mà là thực dụng tàn độc. Cảm ơn bạn Hạ My đã hỏi tôi các câu hỏi mà thưa quý vị là cũng khá hay đó. Để trả lời cho câu hỏi này đó thì tôi xin thưa với bạn Hà My rằng đó, tôi nói họ không có hoang tưởng là vì họ thừa biết rằng họ không đủ trí lực, rồi nhân lực, rồi tài lực, rồi vật lực để đánh bại cộng sản trên mọi phương diện, về lý luận, về thực tiễn và đặc biệt là tính chính nghĩa. Họ biết được khả năng của mình là không có làm được gì, không làm gì được cộng sản cả, mà họ vẫn cứ làm là vì họ đi theo cái chủ nghĩa thực dụng tàn độc. Họ không phải là những người yêu nước. Thưa quý vị, cứ mỗi ông như vậy, ông tự lập ra một cái nhóm rồi đặt cái tên cho thật là kêu vào, rồi đi lòe thiên hạ, đi lòe thiên hạ, rồi tranh giành cái thị phần quyên góp, đi quyên tiền. Thưa quý vị, thế các cái nhóm hay là các cái tổ chức cho nó oai đó, lấy cái tên nào là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Sau này nếu mà có cái thời gian thì tôi sẽ làm được cái chương trình này để cho quý vị hiểu như thế nào. Rồi là Chính phủ Việt Nam Tự do, rồi nào là Quang Trung Tái thế, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong, rồi là Ủy ban Lãnh đạo Lâm thời Việt Nam Cộng hòa, rồi Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Lâm thời, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Cộng hòa, nó cũng xào đi nấu lại được mấy cái tên như vậy. Thưa quý vị, rồi là gì nữa rồi Triều Đại Việt, rồi mới đây thì cách đây 2 năm thì đó, thưa quý vị, thì lại có một cái Chính phủ Quốc gia Việt Nam Toàn dân Tự quyết hậu cộng sản. Những cái tổ chức như thế này đó, thì thưa quý vị, nhiều lắm, ở bên Mỹ nhiều lắm. Họ đua nhau tự lập, tự phong chức tước, rồi là gì, rồi nói xấu hạ bệ nhau, rồi tranh giành cái địa bàn quyền tiền mà tôi đang nói lúc nãy đó. Thưa quý vị, nhiều người bạn của tôi ở Mỹ về đó, họ kể nhiều chuyện cũng khá là ly kỳ trong cái chuyện là các cái tổ chức này đi quyên góp. Họ đến từng nhà hứa hẹn đủ điều, nào là quyên góp tiền để tuyển quân, rồi nuôi quân ở trong nước này, nào là quyên góp tiền để mua vũ khí để lật đổ chính quyền cộng sản này, nào là ngày này sẽ có biến cố lớn này, ngày kia sẽ có cái sự kiện bất ngờ này, rồi ngày nọ sẽ có cái tín hiệu vui, có tin vui. Nhưng mà chung quy lại, thưa quý vị, cái mục đích cuối cùng của họ là gì ? Là để họ đi quyên tiền, quyên tiền. Ai mà không đóng góp tiền đó thì bị họ gây khó dễ, phiền phức, gây khó trong cái việc làm ăn buôn bán của họ. Như vậy thì rõ ràng họ không hoang tưởng, họ không hoang tưởng mà là rất thực dụng, rất thực dụng.
Tất cả đều vì tiền. Tiền và tiền. Nhưng cái tầng độc mà tôi nói ở đây đó, chính là họ phải làm được một cái điều gì đó ở trong nước. Để làm chi? Để họ chứng minh rằng họ có thế lực ở Việt Nam. Một vụ kích động biểu tình như cái vụ mà hồi phản đối cái luật đặc khu chẳng hạn, hay là tổ chức phá hoại một vài cái chỗ nào đó để tạo ra cái tiếng vang, để chứng minh rằng tổ chức của họ có hoạt động, rồi họ lấy cái đó, đó họ lấy cái cớ đó để đi quyên tiền, đi quyên tiền. Họ sống bằng cái nghề bất lương như thế, thưa quý vị. Chủ nghĩa thực dụng tàn độc, hiểu nôm na nó là như vậy. Họ sống bằng cái nghề phá hoại sự bình yên của đất nước, ở trong nước, thưa quý vị. Họ là những người không tử tế, không tử tế với quê hương đất nước, không tử tế với những người cùng sống xa quê như họ vậy. Như họ vậy. Cho nên là tôi nói là cái gì, họ không hoang tưởng là như vậy. Đó là cái giải đáp thứ nhất của câu hỏi của bạn Hà My gì đó, liên quan đến vấn đề chính trị. Thế bây giờ là tôi giải đáp cái câu hỏi thứ hai về vấn đề xã hội mà nó có liên quan đến drama Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, có một bạn có tài khoản là Đặng Văn Thuận, vì không giấu cho nên tôi nghĩ là Đặng Văn Thuận, thưa quý vị, hay là Đặng Văn Thuần gì đó, đã bình luận và hỏi tôi như sau. Xin chào anh. Đầu tiên tôi cũng xin chào rồi cảm ơn anh đã giúp cho mọi người hiểu rõ về cái từ vu khống này, thưa quý vị. Rồi sau đó là cái như là bạn Thuận này đó, thì cứ đặt ra cho tôi có hai cái câu hỏi, và hỏi rằng là hai cái câu hỏi này đặt ra cho tôi là có phạm tội vu khống hay không, có phạm tội vu khống không? Cái cụ thể nó như thế này, thưa quý vị. Cụ thể tài khoản này hỏi rằng là một người mà loan truyền cái thông tin ở trên không gian mạng đó, sự việc thì có thật 100%, nhưng mà để tạo cái sự hấp dẫn và cái sự lôi cuốn cho người xem đó, thì cái người loan tin này đã thêm một số cái tình tiết không có thật, tình tiết không có thật. Rồi cái câu hỏi thứ hai là một người loan truyền thông tin trên không gian mạng nhưng cho biết rằng cái nguồn gốc của cái sự việc đó là do mình nằm mơ mà có, do mình nằm mơ. Như vậy thì có phạm tội vu khống hay không nè? Thế thì hai câu hỏi như vậy. Kính thưa quý vị, phải nói rằng đây là hai cái câu hỏi rất hay, cũng rất khó trả lời đó, không dễ, thưa quý vị. Về các câu hỏi thứ nhất, bạn hỏi rằng là một người mà loan truyền thông tin trên không gian mạng, và theo bạn thì cái sự việc đó có thật 100%, có thật 100%, nhưng vì để tạo cái sự hấp dẫn và cái sự lôi cuốn cho người nghe đó, người nghe, người xem đó, thì cái người loan tin này đã thêm một cái số tình tiết không có thật. Như vậy thì có phạm tội vu khống hay không? Ở đây thì tôi xin lưu ý có hai cái chi tiết như thế này. Thứ nhất là sự việc có thật 100%. Cái thứ hai là thêm vào một số tình tiết không có thật. Cái này thì xin bạn lưu ý. Hôm trước thì tôi cũng đã nói rồi, thưa quý vị. Tại điều 156 Bộ Luật Hình Sự đó, thì có quy định về cái tội vu khống. Một hành vi bị truy cứu về tội vu khống, nó phải rơi vào một trong hai cái trường hợp như sau. Thứ nhất là bịa đặt hoặc là loan truyền những cái điều biết rõ là sai sự thật, nhằm là để xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, đến danh dự,
hoặc là gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và cái trường hợp thứ hai đó là bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan thẩm quyền. Như vậy thì nếu căn cứ vào cái khái niệm này đó, thì chúng ta phải giải mã những cái tình tiết không có thật, những cái tình tiết tự bịa ra đó. Nó có làm thay đổi bản chất của sự việc hay không? Nếu có thì chúng ta phải xác định là cái sự thay đổi đó là nhiều hay là ít. Và trên cái cơ sở đó thì mới xác định được là có vu khống hay không. Thưa quý vị, nếu cái sự thêm thắt đó mà nó làm thay đổi toàn bộ bản chất của sự việc thì đó sẽ là cái dấu hiệu của hành vi vu khống. Còn nếu như mà nó không làm thay đổi bản chất của vụ việc thì không đủ yếu tố có cái dấu hiệu của tội vu khống, không đủ yếu tố. Bạn hỏi tôi chung chung, cho nên xin phép bạn tôi cũng trả lời chung chung thế thôi. Chứ còn muốn cụ thể hơn nữa đó, thì phải có những cái câu hỏi cụ thể, những cái chuyện cụ thể. Thế câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi đó, một người loan truyền thông tin trên không gian mạng nhưng cho biết cái nguồn gốc của sự việc là do mình nằm mơ mà có, thì có phạm tội vu khống hay không? Thưa quý vị, hiện nay thì pháp luật không có cái điều khoản nào để điều chỉnh tới giấc mơ của từng người, điều chỉnh giấc mơ của từng người. Nghĩa là pháp luật không có can thiệp vào giấc mơ của con người. Pháp luật mà chế tài tới cả giấc mơ thì thưa rằng là không ít người bị truy cứu lắm, thưa quý vị. Giấc mơ thì nó không thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Và cái hiện tượng tự nhiên này đó thì do tạo hóa tạo ra cho con người ngay từ khi mới sinh ra. Và vì nó là hiện tượng tự nhiên cho nên là chúng ta không thể bắt phải có giấc mơ hay là cấm không được có giấc mơ. Rõ như vậy thưa quý vị. Cũng chính vậy cho nên là pháp luật thì không thể điều chỉnh hành vi giấc mơ được. Thế còn đối với cái việc mà kể lại cái giấc mơ tới đám đông thì có phạm tội vu khống hay không đó, thì cái điều này nó phụ thuộc vào cái sự công khai nguồn gốc của cái câu chuyện đó. Tôi nói ví dụ là khi một người nào đó mà kể lại cái giấc mơ của mình á cho người khác hoặc là cho đám đông, mà người đó nói rõ rằng nguồn gốc của câu chuyện là do nằm mơ mà có, thì không thể nói là họ bịa đặt ra cái giấc mơ, thì không thể nói họ vu khống được. Tôi nói ví dụ như cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cũng thế thôi. Trước khi bà nói cái câu chuyện đó ra thì bà cho rằng là cái cũng có là nói rõ công khai cái nguồn gốc, thì đó là bà nằm mơ. Và nằm mơ. Như vậy thì thưa quý vị, muốn truy cứu về trách nhiệm hình sự về cái tội vu khống của giấc mơ đó, thì cơ quan điều tra phải chứng minh cho được cái người kể giấc mơ thực tế họ không có nằm mơ. Thực tế họ không có nằm mơ mà họ nói họ nằm mơ thì mới có thể là quy kết họ và cái tội vu khống được. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái điều cực kỳ khó. Cực kỳ khó. Vì sao ạ? Vì hiện nay chưa có thiết bị kỹ thuật nào có thể kiểm chứng được cái người đó có mơ hay là không mơ. Không thể kiểm chứng được cái có giấc đó là có thật là mơ hay là không phải là mơ mà họ tự bịa ra. Không thể kiểm chứng được cái việc đó. Cho nên là thưa quý vị, với những cái phân tích như trên á, thì diễn đàn 216 cho rằng là việc một người nằm mơ rồi kể lại giấc mơ đó cho người khác
hoặc là kể lại giấc mơ đó cho một đám đông nào đó, mà người kể có nói rõ là nguồn gốc là từ giấc mơ, nguồn gốc là từ giấc mơ, thì dù có hay không có cái giấc mơ đó đó thì cũng rất khó có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội vu khống được, về cái tội vu khống rất khó, thưa quý vị. Cảm ơn bạn Đặng Văn Thuận rất nhiều. Và nếu như mà bạn thấy diễn đàn 26 giải thích nó chưa rõ thì bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi. Và tôi cũng rất mong quý vị xem kênh 26 đó, hãy hỗ trợ cho diễn đàn phân tích giải thích thêm cho rõ hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.